Recording stopped. Xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em à, và lời đầu tiên tôi xin có lời chào đến tất cả các đại bàng. Thưa quý vị, chúng ta được gọi là chim ưng ở trong Chúa. Hôm nay quý vị hát cái bài cuối, tôi vui mừng khích lệ lắm quý vị, bởi vì chúng ta đang bay trên cánh của chim ưng. Cho nên chúng ta quay lại với người kế bên, chúng ta chào người kế bên lần nữa, xin chào đại bàng. Chúng ta nói xin chào đại bàng, người ngồi kế bên chúng ta là đại bàng đó quý vị. Đó, quý vị quay lại người kế bên, xin chào đại bàng. Vâng, cảm ơn Chúa. Làm đại bàng không phải dễ nha quý vị, quý vị công nhận không? À, làm đại bàng khó lắm á. Tại vì đi vô trong các trại tù, đi vô trong... những cái nơi mà giam giữ của chánh quyền đó thì mới có đại bàng. Ở ngoài xã hội đen thì cũng có đại bàng phải không à? Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta có nhiều đại bàng lắm thưa hội thánh. Nhưng mà cái ý nghĩa của đại bàng như cái lời của bài hát hồi nãy không phải là đại bàng của xã hội đen, mà là đại bàng ở trong cứu Chúa Giêsu của chúng ta quý vị. Cho nên chúng ta chào nhau trong cái ý nghĩa là chúc mừng hay là chào đại bàng, có nghĩa là chúng ta đang bay ở trên sức của Chúa. Chúng ta đang bay trên cánh của Chúa, ông bà anh chị em. Xin chúc mừng ông bà anh chị em. Và thưa hội thánh, tuần tới này là tuần thứ 3 của tháng 6, là ngày lễ Father's Day, là ngày lễ cha. Tuần tháng rồi đó thì tôi có chia sẻ cho quý vị về ý nghĩa của lễ mẹ. Và tôi có gửi lời chúc mừng cho tất cả những người mẹ ở trong Chúa. Và tuần tới đây thì tôi không có chia sẻ được cho quý vị. Cũng cái giờ này tôi chia sẻ cho hội thánh Nissi, trung tâm gia đình Nissi, thì quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. Do vậy tôi cũng gửi lời chúc mừng đến tất cả những người cha ở trong Chúa. Ai ở trong đây là cha, chúng ta đưa tay lên để tôi được thấy. Vâng, cảm ơn quý vị. Đó, quý vị ở trong hội thánh có nhiều người cha lắm phải không ? Lời cầu nguyện của tôi gửi đến cho tất cả quý mình, quý anh chị, quý anh, quý ông, quý chú, quý bác, là những người cha ở trong Chúa, là những người ông ở trong Chúa. Thậm chí chúng ta là những người, nếu chúng ta không có con cháu thì chúng ta là những người ông, người chú, người cha thuộc linh. Thì tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho quý vị, để quý vị tiếp tục là những người thuộc linh và ảnh hưởng tới con em của mình. Vâng, cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi được đến với quý vị. Hôm nay không phải với cái sứ điệp của ngày lễ Father's Day vì tuần tới, để cho một người diễn giả khác chia sẻ được ơn và đúng ngày hơn. Thì hôm nay tôi đến với quý vị ở trong đề tài, đó là liên kết với gốc nho. Như hồi nãy tôi có lời chào đến quý vị đó, ở trong cái giờ đầu tiên, lời đầu tiên của tôi, thưa quý vị đó, chúng ta là những đại bàng ở trong Chúa, chúng ta là những chim ưng ở trong Chúa. Và thưa quý vị, khi chúng ta chào nhau điều đó, vì chúng ta tự hỏi rằng cái từ này ở đâu, cái điều này ở đâu. Thưa, ở trong Esai đoạn 40 câu 31, nhưng những ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới. Cái chữ chắc chắn đó là phải có. Và hôm nay chúng ta sẽ xem cái sự chắc chắn đó cũng ở trong cái bản văn mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Cái chữ chắc chắn đó sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, sẽ chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, thưa ông bà anh chị em. Và hôm nay cái chữ chắc chắn đó nó cũng được lặp lại ở trong cái bản văn mà chúng ta sẽ đọc ở đây, ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 15 từ câu 4 cho đến câu 5. Tôi đọc hai câu, ở đây tôi nêu ra hai câu, nhưng mà thật ra chúng ta sẽ suy gẫm từ câu 1 cho đến câu 5. Cho nên xin quý vị cùng lắng nghe với tôi, chúng ta cùng đọc 5 câu luôn quý vị ha. Phúc Âm Giăng đoạn 15 từ câu 1 tới câu 5, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ trong hai câu, câu 4 và câu 5. Xin quý vị cùng lắng nghe lời của Chúa được tuyên đọc giờ này. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Thưa hội thánh, hôm nay thì tôi đến với hội thánh ở trong đề tài liên kết với gốc nho. Và tên của hội thánh cũng thật là thú vị, vì chúng ta có tên là vườn nho. Vườn nho
ở tại Việt Nam được thành lập năm 1995, và tôi nhớ trong cái khoảng tháng 6 đó, thì được thành lập ở tại quận 3 Sài Gòn hay là thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ trải qua gần 30 năm rồi, không biết là quý vị có chuẩn bị để quý vị ăn mừng, quý vị kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Thánh Vườn Nho hay không. Nhưng mà thưa quý vị, cho đến cách đây 6 năm thì có thêm một Hội Thánh Vườn Nho nữa được thành lập ở Arizona, và tên cũng là cái tên Vườn Nho. Chúng ta nghe thân thương không? Thậm chí hôm nay tôi đến quý vị qua đề tài này, tôi cũng bận cái áo màu nho để cho quý vị vui, quý vị thấy cái đề tài này với cái màu nó cũng có cái liên quan đến với nhau. Và tôi muốn thưa quý vị rằng Vườn Nho ở tại Arizona được thành lập năm 2018, và được thành lập với một số anh chị em yêu thương ở trong Chúa, và được thành lập để phát triển và mở mang công việc Chúa ở tại Arizona, ở thành phố Glendale. Và được thành lập ở đây thì cảm ơn Chúa, hôm nay tôi thấy gia đình của chấp sự Tiên Ân với Thúy Vi cũng có vào rồi, để coi có cô Tuyết Hương. Và tôi muốn kể cho quý vị nghe cái sự thành lập của Hội Thánh đó lúc đầu như thế nào. Tôi nhớ lại năm 20 năm 1996, năm 1995 vào tháng 6 đó, thì hai gia đình thành lập cùng nhóm lại với nhau. Gia đình bên vợ của tôi là ông cố mục sư Nguyễn Văn An, lúc đó có mục sư Thắng, lúc đó có hai gia đình Chu gia cùng nhóm lại với nhau, và Chúa ban phước cho Hội Thánh trải qua gần 30 năm. Và cho đến ngày hôm nay thì Hội Thánh được kết quả và tiếp tục được mở rộng ra. Và năm 2018 thì chúng tôi cũng có khoảng hai gia đình rưỡi cùng thờ phượng Chúa với nhau. Đó là gia đình của chúng tôi, gia đình của chấp sự Thiên Ân Thúy Vi, một người cũng đã về với Chúa, đó là một nữ chấp sự yêu mến Chúa. Hồi xưa thì có bố Tám, hồi xưa thì có bố Tám An, thì cái thành sự thành lập của Hội Thánh Vườn Nho ở Việt Nam có bố Tám An, có tôi. Thì năm 2018 có cô Thủy, có cô Snow, rồi có gia đình chấp nhận Thi Ân, và có tôi, có vợ tôi. Và tôi vui bởi vì cớ trong ở trong cái sự thành lập Hội Thánh đó thì cùng tên và cùng sự chọn lựa của Chúa. Tôi muốn nói lại điều này để cho khích lệ quý vị một điều là chúng ta được Chúa chọn và lập để chúng ta được kết quả. Giống như ở trong bản văn này có nói, Chúa chọn và lập chúng ta để chúng ta được kết quả. Cho nên để làm sao được kết quả, đó là chúng ta hãy tiếp tục gắn kết với cây nho. Ở trong bản dịch 2011 thì nói đến gốc nho, thay vì là dịch là gốc nho, nhưng mà người trong bản văn 2011 thì dịch là cây nho. Và trong cái bản dịch 1925, 1926 thì dịch là gốc nho. Tôi thấy cái nào cũng đúng, cái nào cũng hay. Và gốc nho đó đó là ai? Gốc nho đó chính là Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nói đến bốn đối tượng ở trong cái bản văn này. Thứ nhất, chúng ta nói đến gốc nho, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Nếu không có sự liên kết với gốc nho thì không bao giờ kết quả được. Giống như ngày hôm nay, chúng ta thấy hai hội thánh, một nơi thì ở Việt Nam, một nơi thì ở Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, Chúa cho chúng ta được kết quả bởi vì chúng ta có sự liên kết với Chúa Giêsu. Điều này không thể nào không có được. Phải liên kết với Chúa. Gốc nho thì nhánh nho mới sanh ra trái, cây nho đó mới sanh ra cái cây nho thạnh mẫu được cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Như ở trong Esai đoạn 5 có chép, cái nho thạnh mẫu của Chúa đó quý vị. Và cái đối tượng thứ hai mà chúng ta nói đến đây đó, đó là cây nho. Và cây nho tượng trưng cho, nói về đối tượng đó là các sứ đồ và các tín hữu ngày hôm nay đối về chúng ta. Rồi đối tượng thứ ba nói về sự kết quả. Kết quả đó là gì? Đó là những phép lạ mà Chúa sẽ làm ở trong Hội Thánh. Phép lạ, nhiều cái định nghĩa về phép lạ lắm, nhưng mà phép lạ đó là sự biến đổi của một đời sống. Chúa cứu một người và đem họ vào nhà của Chúa. Thưa Hội Thánh, cách đây tuần rồi 6 ngày thì Hội Thánh Vườn Nho có một người tiếp nhận Chúa. Mà quý vị biết rằng ở ở bên Mỹ này đó, mà một linh hồn tiếp nhận Chúa rất là khó. Bởi vì chúng tôi ở xa quê hương, rồi ít người Việt Nam, cộng đồng thì không có đông. Và cái việc truyền giáo đối với Hội Thánh Việt Nam rất là khó. Cho nên chúng tôi cầu nguyện nhiều lắm. Có ai hỏi là vì sao quý vị cầu nguyện nhiều vậy? Bởi vì chúng tôi chỉ có thể dùng một chữ thôi. Bởi vì khó. Bởi vì khó, cái gì cũng khó.
truyền giáo cũng khó, nhóm lại cũng khó, mở hội thánh cũng khó. Cho nên nói chung tại sao? Tại vì khó. Cầu nguyện là tại vì khó. Quý vị khó khăn. Cho nên chúng tôi cầu nguyện. Thì tuần rồi có thêm một người tin Chúa. Quý vị biết rằng ở bên Mỹ này đó, mà mỗi lần tổ chức một cái sự kiện hay là một cái đêm truyền giảng tốn cả chục ngàn đô la. Có một cái chương trình mà tôi đã dự năm 2015 đã tốn 24.000 đô la. Không một người nào tin Chúa cả. Rồi những nơi bên miền Đông hay là bên nước Mỹ đó thì họ bỏ tiền ra rất nhiều để làm các chương trình ca nhạc, mua vé máy bay, mời ca sĩ đến hát, và không có người nào tin Chúa cả. Cho nên chúng tôi mới cùng với nhiều anh chị em bắt đầu cầu nguyện để làm sao hội thánh một cách tự nhiên mà người ta được cứu. Thì tuần rồi thì trong liên tục trong 2 năm trở lại đây thì có nhiều người tin Chúa rồi. Thì tuần rồi thì có một chị em đến và mở lòng tiếp nhận Chúa. Và không ngờ là trong tối thứ năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đi thăm viếng. Và bất ngờ chúng tôi đem thêm 2 người nữa về với Chúa, thưa hội thánh. Đó là một cái sự kết quả. Và trên đường về thì tôi suy nghĩ rằng tất cả là do cái sự cầu nguyện của hội thánh. Mỗi buổi sáng chúng tôi cầu nguyện. Vĩnh Tố quý vị học, tôi nói quý vị đó, cái điều gì để làm cho chúng tôi cầu nguyện được 6 năm và mỗi buổi sáng cầu nguyện 2 tiếng đồng hồ là bởi vì cái chữ khó. Bởi vì chúng tôi thấy cái gì nó cũng khó hết. Ở bên Mỹ này cái gì cũng khó hết. Cho nên phải liên kết với một đấng duy nhất để có thể làm cho chúng ta được kết quả. Đó là Chúa Giê-xu. Xin quý vị nói đi, Chúa Giê-xu. Amen, cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu. Và wow, quý vị nói lớn cho đến nỗi mà ở đây tôi nghe quý vị nói chữ Chúa Giê-xu. Chỉ có Giê-xu mới làm cho chúng ta được kết quả mà thôi, thưa hội thánh. Cho nên có Chúa Giê-xu thì cái chữ khó đó đó, nó chuyển thành cái chữ dễ dàng cho chúng ta. Dễ dàng lắm quý vị. Và chúng tôi tiếp tục nhờ cậy Chúa để nhiều người tin Chúa hơn trong những ngày sắp tới này. Hội Thánh Vườn Nho ở tại Hoa Kỳ được thành lập bằng 2 gia đình rưỡi quý vị. 2 gia đình rưỡi, chưa tới 6 người, 7 người thôi. Và bây giờ thì Chúa cho tăng trưởng lên, toàn là người mới thôi. Không có vay mượn ở đâu hết, không có mời mọc ở đâu tới nhóm hết. Và là những người mới, những người chịu bắt tên. Thậm chí có một người mới tiếp nhận Chúa hôm thứ năm vừa rồi thì tôi hỏi rằng, chị ơi, chị có nghe về Chúa chưa? Nó nghe rồi, nghe 5 tháng, 6 tháng trước rồi. Nhưng mà không ai kêu gọi tin Chúa hết. Và chúng tôi là người gặt cái người đó. Quý vị, dĩ nhiên có người gieo thì có người gặt. Nhưng mà hôm nay thì tôi thưa quý vị 3 điều mà chúng ta sẽ học ở trong cái bản văn này. Và Chúa Giê-xu đã đưa ra một ví dụ đơn giản nhưng rất thâm thúy. Rất thâm thúy về vườn nho. Như chúng ta biết rằng mỗi vùng, mỗi miền đều có một loại cây để đại diện cho cái vùng miền đó. Chẳng hạn như ở Canada thì có loại cây phong. Trên loại cái hình, cái cờ của Canada đó, nó in cái hình lá phong. Nhìn vô cái cờ biết là Canada. Rồi ở bên Nga thì cây bạch dương. Cây bạch dương là biểu tượng của nước Nga đó quý vị. Bởi vì rất là nhiều bạch dương và gỗ bạch dương, rừng bạch dương. Họ dùng bạch dương để mà làm xây những cái kèo, những cái cột. Củi bạch dương rất là, nó giống như cái nó gọi là cái cây gì mà miền Nam của mình ưa dùng để mà đóng cọc xuống dưới đất á. Dạ, cái dầm á. Thì những cây bạch dương ở Nga nó phổ biến như vậy đó. Rồi ở Việt Nam thì có cây gì quý vị? Dáng đứng Bến Tre. cây dừa. Nhưng mà cây dừa bên Philippines có, nhưng mà ở Việt Nam thì có cây tre. Dạ, cây tre, tre rất nhiều. Nói đến Việt Nam thì biểu tượng cây tre. Tôi chỉ dùng những cái biểu tượng đó để nói về một cái lịch sử hay là một cái hình ảnh của một đất nước. Thì hình ảnh của một đất nước thì đối với dân Do Thái thì Chúa dùng cái cây nho để nói về dân Do Thái, và chỉ có nho thôi. Quý vị có nhớ đến cái câu chuyện ở xứ Canaan, khi mà Chúa đưa dân sự của Chúa vào xứ đượm sữa và mật đó, thì họ những thám tử khi mà họ đi vào trong cái xứ Canaan đó thì họ bị sốc, họ ngạc nhiên, bởi vì cái gì ở Canaan cũng to hết. Trái nho thì phải 2 người khiêng, cái chùm nho đó phải 2 người khiêng mới nổi, một người không khiêng được. Rồi người cũng to nữa. Cho đến nỗi mà những 10 cái thám tử mà đi cùng với lại Joshua và Caleb đó, hai người Joshua và Caleb thì không có phao phản về những cái tin đồn, những cái tin mà làm cho dân sự sợ. Nhưng mà 10 người kia nói rằng chúng ta đứng ở kế bên mấy cái người ở xứ Canaan, bây giờ chúng ta giống như là con cào cào mà đứng kế con voi vậy đó. Người cũng bự luôn, cây nho cũng bự luôn. Và đó là lý do vì sao Chúa đưa dân sự Chúa vào một cái xứ tốt nhất,
nho nó cũng thành mẫu, và cái vườn nho đó ở tại xứ Trung Đông đó, cái vườn nho đó là biểu tượng của dân Do Thái. Khi mà nói đến vườn nho thì quý vị nhớ nha, quý vị đang mang tên của một biểu tượng của người Do Thái, hình ảnh của người Do Thái. Cho nên nhiều người nghe cái chữ vườn nho họ thích lắm, họ nói sao cái tên này hay quá vậy. Tôi nói đâu có gì, bình thường mà, bởi vì Kinh Thánh nói rất nhiều về vườn nho. Quý vị đánh lên Google hay là quý vị đánh vô trong cái từ điển Thánh Kinh, có rất nhiều cái vườn nho được chữ vườn nho nó nhảy lên, nó được từ sáng tới ký đến khải huyền luôn, thưa hội thánh. Và đó là biểu tượng của Israel, biểu tượng mà Chúa gọi Israel là vườn nho của Ngài. Chúng ta đi vào phần chính của cái bài học hôm nay, là chúng ta nói đến là Chúa Giêsu phải là gốc nho của chúng ta. Bây giờ vườn nho có đẹp cỡ nào, có lớn cỡ nào, chút nữa trong cuối phần bài giảng thì tôi có cho quý vị một ví dụ thực tế. Có một cái vườn nho rất đẹp ở Bắc California và họ trồng như thế nào. Người chủ khi mà vào để mà tiếp nhận cái vườn nho đó, một cái vườn nho lớn, và ông ta nghĩ rằng ông ta thành công rồi. Bởi vì mua cái mảnh đất đó có cái vườn nho và ông ta nghĩ là ông ta sẽ trở thành thành công, nhưng mà không phải như vậy. Rất cực để mà gây dựng, rồi cũng là rất cực để mà giữ nó. Nè quý vị, tôi sẽ kể cho quý vị nghe trong cái phần kết thúc. Thì chúng ta nói đến Chúa Giêsu là gốc nho ở trong bài học này. Điều nói đến danh Chúa Giêsu rất quan trọng và niềm tin cơ bản của Cơ Đốc giáo. Tại sao Chúa Giêsu bắt đầu cái phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 1 cho đến câu 5, mà Ngài phán với những người nghe Ngài, Ngài dẫn họ vào trong một cái vườn nho. Cái bối cảnh của câu chuyện này là họ đưa vào họ các môn đồ vào trong cái vườn nho, và một cái khu vườn nhỏ thôi, không có lớn. Cái người mà ghi sử lại đó, thì biên sử lại, thì họ nói rằng Chúa Giêsu giơ tay lên để nắm cái chùm nho xuống. Tại vì nho khắp nơi trong cái khu vườn đó thì nho mọc rất là sai trái, và Chúa Giêsu bắt đầu dùng cái ví dụ đơn giản đó nhưng rất là ý nghĩa và thâm thúy để nói về hình ảnh của người Do Thái. Đáng lẽ họ là vườn nho, họ phải chờ đợi Chúa Giêsu, họ được chuẩn bị định đoạt để mà trở thành một dân tộc, để chờ đợi Chúa Giêsu, chào đón Chúa Giêsu, nhưng mà họ đã bỏ mất cái cơ hội để đón nhận Chúa Giêsu. Họ vẫn chờ đợi Đấng Messiah, và cái cơ hội đó đã quay sang dân ngoại là chúng ta, để cho chúng ta tiếp nhận cứu Chúa Giêsu là Đấng cứu rỗi chúng ta. Chúng ta được cứu rỗi trước người Do Thái. Đáng lẽ cái đặc quyền đó thuộc về người Do Thái. Danh Chúa Giêsu quan trọng như thế nào? Nó trở thành, quý vị, Cơ Đốc giáo trở thành tôn giáo đông nhất thế giới ngày hôm nay, trên 2 tỷ người, khoảng 2 tỷ 7 người, 2.7 tỷ người. Và Chúa Giêsu trở nên điều căn bản và niềm tin căn bản của Cơ Đốc giáo. Ngài là trung tâm của Kinh Thánh và là niềm tin của chúng ta. Ngoài Chúa Giêsu ra thì không còn là phúc âm nữa. Chúa Giêsu là trung tâm của phúc âm. Ngay cả Kinh Thánh mà chúng ta cầm trên tay đó, quý vị biết trung tâm của Kinh Thánh là ai không? Đó là Jesus Christ, đó là Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại điều này bởi vì ngày hôm nay có nhiều người quên rằng Chúa Giêsu là trung tâm của Kinh Thánh. Chúng ta chú ý vào phép lạ nhiều hơn. Chúng ta làm công việc của mình nhiều hơn. Chúng ta làm công việc của giáo hội nhiều hơn. Chúng ta đi thăm viếng và chăm sóc nhiều hơn. Chúng ta đầu tư tiền bạc của cải nhiều hơn là tập trung vào danh của Chúa Giêsu. Quên giảng rao danh của Chúa Giêsu, thưa quý vị. Cho nên chúng ta trở lại trong với lời của Chúa rằng chúng ta phải liên kết và có một mối quan hệ với gốc nho chính là Chúa Giêsu. Ông bà anh chị em nhớ một điều, làm cái gì thì làm, quan trọng nhất là chúng ta phải có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Nhiều người nghe về Chúa Giêsu rồi, nhưng mà khi chúng ta hỏi rằng, thưa quý vị có cái mối quan hệ đó với Chúa Giêsu không? Thì chắc chắn là họ sẽ ấp úng. Tại vì lần đầu tiên họ nghe nói đến cái mối quan hệ, họ có thể biết Chúa Giêsu bằng cái tâm trí của họ, nhưng họ chưa bao giờ có mối quan hệ. Và khi tôi hỏi câu đó cho hai thân hữu trong tối thứ năm, và họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Họ đồng ý để mời Chúa Giêsu, họ đồng ý để bước vào cái mối quan hệ với Chúa Giêsu, chứ không chỉ là tôi biết, tôi nghe tin lành, tôi nghe nhiều người nói lắm, nhưng mà họ chưa bao giờ có cái mối quan hệ đó. Và chúng ta hãy đưa họ vào cái mối quan hệ đó với Chúa Giêsu. Thưa hội thánh, tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà lần đầu tiên ở trong sách Công vụ Sứ đồ gọi chúng ta là Cơ Đốc nhân. Quý vị biết cái chữ Cơ Đốc nhân nó bắt đầu từ đâu không? Từ cái chữ Cơ-rê-tiên. Cơ-rê-tiên ấy là tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. Cơ-rê-tiên nói
trong cái tiếng Anh đó là Christian, dịch ra đó đọc là cơ rê tiên, tức là những người tin Chúa Giêsu và bước theo Ngài. Và đặc biệt cái chữ cơ rê tiên này không phải là người Giu-đa hay là người Israel đặt cho những người tin Chúa Giêsu, mà là do người Antioch, những cái người ngoại, họ nhìn vào những người theo Chúa Giêsu và họ đặt tên đây là những người theo Chúa Giêsu và được gọi là cơ rê tiên hay là cơ đốc nhân. Nhiều khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là cơ đốc nhân mà chúng ta không hiểu tại sao có cái chữ đó. Hôm nay tôi giải quyết cho quý vị chuyện này luôn. Ai hỏi chúng ta cơ đốc nhân là gì? Là người theo Chúa Giêsu. Cơ đốc là đấng Christ, Christ, Kitô theo Công giáo gọi. Và người theo Kitô đó là những người cơ đốc, đơn giản vậy đó. Cơ đốc nhân là như vậy. Cho nên quý vị mà cứ nghe cơ đốc nhân không hiểu, hôm nay quý vị được giải quyết chuyện này. Không phải là không, quý vị tất cả đều không biết, có một vài người không hiểu thì tôi sẵn đây tôi giải thích cho quý vị. Cơ đốc nhân là những người theo Chúa Giêsu. Và người ta thấy trong cái thời điểm đó, hễ mà nhắc tới cơ đốc nhân á là nhắc đến phép lạ. Tại vì có vô vàn đời sống được biến đổi, có nhiều người được chữa lành. Và trước khi họ được chữa lành thì cơ đốc nhân rao giảng về cái điều mà họ chưa bao giờ nghe, đó là đấng Christ là đấng Messiah, là con của Đức Chúa Trời. Và đó là điều căn bản mà chúng ta phải rao giảng ra. Người ta gọi cơ đốc nhân là đạo giáo mới. Họ nói đạo tin lành, hay là lúc bấy giờ thì cái đạo giáo này là đạo giáo mới, bởi vì họ đặt những cái tên đặc biệt lắm, những cái biệt hiệu đặc biệt để nói về một cái niềm tin mới xuất hiện ở tại Jerusalem và nó đang được lan ra. Cho đến nỗi trong Công vụ Sứ đồ đoạn 5 câu 28, các thầy thông giáo và thầy Pharisee hoảng hồn nói với các môn đồ rằng: các ngươi đã làm cho cái thành này đầy dẫy đạo giáo của các ngươi. Tôi ước mơ một ngày kia thành phố của chúng ta sẽ đầy dẫy đạo giáo của Chúa. Quý vị có ước mơ điều đó không? Hãy ước mơ điều đó. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy ở trong phòng nhóm của quận 2, quý vị đang ngồi trong một cái phòng nhóm mới rất đẹp. Tôi chúc mừng quý vị nha, mở ngoặc chút xíu. Tôi rất là thích. Tôi cảm ơn Chúa vì quý vị đang có một cái phòng rất đẹp và điều kiện rất tốt để quý vị nhóm lại. Hơn chúng tôi nhiều lắm ở Việt Nam cách đây 30 năm. Ngồi dưới đất, ngồi trên chiếu. Bây giờ quý vị ngồi ở trên ghế. Chúc mừng quý vị. Và thưa Hội Thánh, quý vị có mong muốn đạo giáo của Chúa tràn ra ở tại quận 2 không? Ở cái khu vực này không? Hãy bắt đầu giảng về Chúa Giêsu và chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi, thưa Hội Thánh. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 2: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông Phaolô, ông không có nói gì khác ngoài Chúa Giêsu. Đây, rõ ràng. Vì tôi đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Và tôi khẳng định với quý vị rằng các tà giáo rất ghét Phaolô. Tôi đã chứng kiến một người ở trong Cơ Đốc giáo, ở trong Hội Thánh của Chúa cách đây 20 năm quay ngược trở lại nói chuyện với tôi. Dụ tôi đi theo cái tà đạo Đức Chúa Trời Mẹ, và tôi nói: bộ chị, anh chị quên lời của Chúa dạy chúng ta rồi sao? Quên về cứu Chúa Giêsu đã đấng đã chết thế cho chúng ta ở trên thập tự giá rồi sao? Và tôi trích dẫn cái câu kinh thánh này của sứ đồ Phaolô, thì họ nói: Phaolô là cái gì? Phaolô không có ý nghĩa gì trong kinh thánh. Tôi nói: vậy kinh thánh của quý vị có bao nhiêu sách? Họ bỏ những cái sách của Phaolô 13 thứ tính ra thì còn gì nữa? Nó chiếm 1/3 của Tân Ước rồi gì nữa? Họ không chấp nhận Phaolô bởi vì Phaolô nói điều này. Quý vị, các tà giáo họ cố tình bỏ danh Chúa Giêsu ra để tên họ vô. Không chỉ các tà giáo đâu, mà ở trong những thế kỷ đầu tiên, thế kỷ sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, thì hoàng đế La Mã, ông ta rất là ghét Cơ Đốc giáo và ông ta ra lệnh là phải triệt tiêu Cơ Đốc giáo, bởi vì Cơ Đốc giáo này nó chỉ nói về Giêsu và làm cho cả thành Jerusalem, những cái xứ mà La Mã đô hộ, đầy dẫy đạo giáo Kitô giáo, đầy dẫy đạo Cơ Đốc giáo ở khắp nơi.
Bởi vì ông ta chỉ muốn là người La Mã và tất cả những thần dân thờ ông ta thôi. Những hoàng đế thì họ rất là thích người ta thờ họ và họ tự tôn thờ. Đó là hoàng đế La Mã cách đây 20 thế kỷ. Nhưng mà mới này tôi được nghe nói đến ở Trung Quốc, ở Trung Hoa đó, thì ông chủ tịch Tập Cận Bình, đây có thiệt nha quý vị, để ý quý vị xem, ông ta đề nghị tất cả các hội thánh cơ đốc treo hình ông ta lên, và thay vì hát thánh ca thì phải hát quốc ca cũng là ca, thay vì là thánh ca thì phải hát quốc ca, thay vì phải danh Giêsu thì phải kêu tên ông ta. À, quý vị thấy không, ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta nói về Giêsu, không bao giờ muốn chúng ta có một cái sự liên kết với gốc nho là Giêsu cả. Và tôi đang nói đến chỗ này, Chúa Giêsu phán ngay từ đầu, Chúa nói là ta là cây nho, ta là gốc nho, cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải liên kết với Giêsu và phải nói về Giêsu mà thôi. Và từ Chúa Giêsu đó sẽ ra tất cả những cái phép lạ và kết quả. Ở đây Chúa không nói đến kết quả trước mà Chúa nói đến Giêsu. Nhờ chúng ta liên kết với gốc nho, chúng ta mới kết quả. Không có Chúa Giêsu thì môn đồ và các tín hữu, các sứ đồ sẽ không thể làm gì được. Vâng, quý vị, có 7 con trai của ông Sê-va ở trong công vụ sứ đồ đoạn 19. Họ cũng đi đuổi quỷ mà đuổi quỷ dạo. Bởi vì họ nghe nói follow có danh Giêsu và follow đuổi quỷ thì quỷ nó chạy. Cho nên họ cũng nhân danh Giêsu này mà ta truyền cho ngươi phải ra khỏi đứa đứa trẻ, cái người bị quỷ ám này. Ma quỷ nói ta biết Giêsu, ta biết Giêsu của Phaolô, nhưng mà các ngươi là ai? Và ma quỷ đã nhào vào và lột hết quần áo của 7 con trai của Sê-va và họ rất đau đớn. Tại sao vậy? Tại sao những con trai của Sê-va cũng kêu Giêsu mà không có hiệu nghiệm, mà khi Phaolô nhân danh Chúa Giêsu thì ma quỷ nó chạy liền? Quý vị có thắc mắc không? Đơn giản thôi. Bởi vì 7 con sai trai của Sê-va chỉ kêu bằng cái miệng thôi mà lòng không có kết nối với Chúa. Thưa quý bạn chị em, quý bạn chị em tin Chúa Giêsu, hãy có cái mối quan hệ với Chúa ngay ngày hôm nay, phải xác lập về điều đó. Đừng tin theo cha mẹ, đừng tin ngay cả những em thiếu nhi ở đây, nhiều khi nó tin Chúa bởi vì ba má nó tin Chúa. Các con phải xác định lại Giêsu có phải là cứu Chúa của các con, hay là các con tin Chúa vì ba má các con tin Chúa, phải không? Cho nên hôm nay là điều quan trọng nhất, chúng ta phải xác định là cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bảy con trai của Sê-va đã bị hành hạ dữ lắm bởi vì họ chỉ kêu Giêsu bằng cái miệng thôi, họ không có tin Chúa Giêsu, họ không có kết nối, không có mối quan hệ với Chúa Giêsu, cho nên ma quỷ nó quay trở ngược lại tấn công những người này. Quý vị thấy danh Chúa Giêsu quan trọng không? Cảm ơn Chúa, danh Giêsu quan trọng lắm. Hãy có một sự kết nối với cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 17. Quý vị, nếu mà Chúa Giêsu không sống lại cũng là nhân vật Giêsu nữa đây. Cho nên người ta ghét Phaolô lắm, bởi vì ông Phaolô nói về Giêsu. Quý vị thấy không? Người chúng ta cũng bị thế gian ghét chúng ta bởi vì chúng ta nói về Giêsu, đó là chuyện bình thường. Cho nên đừng từ chối khi nói về danh Chúa Giêsu cho người khác nha quý vị. Mong rằng bài học ngày hôm nay để cho chúng ta có một sự kết nối với gốc nho, hầu cho chúng ta được trưởng thành, được kết quả, bởi vì chúng ta kết nối với đấng rất quan trọng. Ngài là trung tâm điểm của sự cứu rỗi, đó chính là cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Quý vị cũng nhớ một điều rằng các dấu kỳ và phép lạ không tự nó xảy đến. Người cầu nguyện phải liên kết với Chúa Giêsu để danh Ngài đem đến sự tiếp ứng cho chúng ta. Tôi đọc cho quý vị trong công vụ đoạn 3, câu 12 đến câu 16. Câu 12 và câu 16 nè. Phi-e thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài đã làm cho vững người này, và các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Ở đây thì tôi nhấn mạnh đến cái chữ, cái câu chuyện này đó nha, cái chỗ mà ông Phaolô đó, ở trong sứ đồ Phi-e-rơ chứ, Phi-e-rơ, ông cầu nguyện cùng với ông Giăng, cầu nguyện cho cái người què ở cửa đẹp đền thờ, phải không ạ? Và họ đã nói gì?
với người chúng ta đọc trong công vụ đoạn 3 trước đó đó, từ câu 1 câu câu 1 tới câu 5 đó, thì đã nói về Giêsu, điều ta có thể cho người, đó là nhân danh Đức Chúa Giêsu, hãy đứng dậy. Và ở đây đó, mọi người bắt đầu quên đi cái chuyện này. Ma quỷ nó làm cho chúng ta bị phân tâm dữ lắm, không có thấy Giêsu là trọng tâm của chuyện này. Cái nhiệm vụ của ma quỷ là không có cho quý vị kết nối với gốc nho, không có kết nối với cái cây nho. Quý vị nhớ nha, bận quá không có thời gian đọc kinh thánh đâu, bận quá Giêsu là ai, con chỉ nên thờ ngày Chủ nhật thôi, con chỉ thờ vượng Chúa, còn 6 ngày, 7 ngày, 6 ngày trong tuần còn lại là phần của con. Nó làm cho chúng ta bận như vậy để chúng ta không có cái sự kết nối với Chúa. Và ở đây ma quỷ nó làm cho cái tâm trí của người ta không nhìn thấy Chúa Giêsu trong câu chuyện của người đàn ông tại cửa đẹp đền thờ mà bị què và bây giờ bước đi. Họ sững sờ và cho rằng đó là quyền phép của ông Phi-e-rơ và ông Giăng. Cho nên ông Phi-e-rơ và ông Giăng nói rằng dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy. Không phải, không phải. Đó không phải là quyền phép của tôi. Cho nên quý vị ơi, làm gì thì làm, có chừng chúng ta sẽ rơi vào trong cái tình trạng là không có cái sự kết nối với Chúa Giêsu. Lần là chúng ta chỉ làm theo thói quen của mình. Người ta cũng được giải cứu, người ta cũng được chữa bệnh, được chữa lành, nhưng là bởi cái thói quen của mình thôi. Giống như tôi nè quý vị, tôi hướng dẫn trong sự ca ngợi Chúa mấy chục năm qua rồi, cho nên tôi hướng dẫn nhiều khi phải nói thật với quý vị đó là hồi nãy tôi thấy em Trung đàn rất là hay, cây đàn cũng đẹp nữa, rồi thì ngồi trong cây đàn, trong cái vị trí đó tôi rất là vui, rất là thích, cảm ơn Chúa vì Chúa cho quý vị có một người đàn tâm tình như vậy. Tôi cũng ở trong cái điều đó, nhưng mà quý vị biết không, có những lúc tôi ỷ lại tới nỗi là không cần tập luyện gì hết, cứ tới phiên mình là mình đàn thôi. Nhưng mà cái đó không phải là cái điều hay, mà tôi khích lệ tất cả chúng ta rằng phải chuẩn bị trước. Nhiều khi mình làm theo cái thói quen của mình, dần dà nó trở thành cái gì đó của mình, riêng mình, nhưng mà không còn Chúa nữa. Hồi xưa thì đến với Chúa, ôm cây đàn guitar, ôm rồi hướng dẫn, Chúa ơi, không có Chúa con không làm được, xin Chúa giúp đỡ con. Dần dà một thời gian quen rồi thì mình không cần cầu nguyện nữa, cứ vô là bắt đầu thôi, bởi vì Chúa ở với mình mà, Chúa ban cho mình làm theo thói quen của mình, theo cái tập tính của mình, tập quán của mình. Cho nên mình quên đi rằng Chúa Giêsu là trọng tâm của việc này. Cho nên cái thói quen mà chúng ta dễ rơi vào đó là quên nói về Chúa Giêsu cho người khác, mà chỉ làm cái công việc của mình thôi. Rồi ngay cả việc chữa lành cũng vậy. Rồi đôi khi có nhiều người đó, họ bị sa ngã là bởi sức riêng của họ. Dĩ nhiên Chúa cho chúng ta cái khả năng danh của Chúa để cầu nguyện, mà nhiều khi chúng ta không còn dùng danh đó nữa, chúng ta làm theo thói quen của mình. Và thưa quý vị, ơn của Chúa cho thì vẫn còn đó. Nhiều khi người ta được chữa lành, người ta được giải cứu, nhưng mà chúng ta nghĩ đó là đâu có gì đâu. Trong khi Chúa gọi chúng ta là phải cầu nguyện kiêng ăn, Chúa dạy chúng ta là phải kết nối với Chúa, mà chúng ta không làm những điều đó, mà tại sao phép lạ vẫn xảy ra? Quý vị thấy không? Quý vị có đặt vấn đề lại, có những lúc mà phép lạ xảy ra trong khi chúng ta không chuẩn bị gì hết. Coi chừng, coi chừng quý vị, có thể nó không đến từ Chúa đâu. Cho nên Chúa Giêsu phải là trọng tâm của cuộc đời chúng ta, Ngài phải là gốc nho của vườn nho. Chúng ta đi qua phần thứ hai, đời sống tin Chúa thì phải kết quả. Hồi nãy thì quý vị có nghe tôi đọc ở trong Ê-sai 40 câu 31. Vậy những ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Chắc chắn đó, chắc chắn được sức mới. Ở đây lời của Chúa dạy chúng ta rằng khi chúng ta ở trong Chúa, ở trong cái bản văn này á, hễ mà là cây nho thì phải kết quả, mà muốn kết quả thì phải để Chúa tỉa. Mà tôi sẽ nói đến cái phần tỉa sao. Tôi đang nói đến cái vấn đề tín hữu ở trong cái bản văn này. Đời sống tin Chúa thì phải kết quả. Chúa muốn dạy bảo rằng người tin Chúa phải kết quả, bởi vì không thể có một môn đồ nào theo Chúa mà lại không kết quả. Quý vị nhớ Chúa Giêsu đưa dân Israel vào trong cái Canaan, xứ đường sữa và mật, và họ bắt đầu họ hưởng. Nhưng mà sau cái mùa hưởng đó, họ phải trồng, họ phải gieo, họ phải trồng để mà có tiếp. Bởi vì đất đó đã sản sinh, nó đã sẵn rồi, trồng cái là nó lên, mà trái thì trái bự nữa. Tôi không biết họ bón phân như thế nào, nhưng mà cái đất mà Chúa cho là tốt rồi. Nhưng mà họ phải lao động, họ phải làm.
và họ phải kết quả, họ phải chứng minh cái sự kết quả. Cho nên Chúa muốn dạy bảo rằng người người tin Chúa cũng phải kết quả giống như vậy, hãy mà tin thì phải kết quả. Nhưng mà điều mà Chúa buồn đối với dân Do Thái là họ không kết quả. Bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe ở trong Esai đoạn 5 câu 4 tới câu 7. Đáng lẽ Israel, tôi nói nhắc lại như từ đầu, Israel, lịch sử của họ là để chuẩn bị chào đón đấng cứu thế Messiah, là đấng cứu thế Giêsu. Nhưng mà lịch sử của họ buồn lắm, họ không có muốn đón nhận đấng Messiah. Và cái sự cứu rỗi đó đang quay sang dân ngoại là chúng ta. Tôi nhắc lại một lần nữa ở đây, ở trong Esai đoạn 5 câu 4 tới câu 7. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Tôi đọc lại nha, Esai đoạn 5. Quý vị nhớ Esai đoạn 5, chú buồn về vườn nho của chú này. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Có sao khi ta mong xanh trái nho thì nó lại xanh trái nho hoang vậy? Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vung xới, nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai góc và chà chuông. Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên đó nữa. Quý vị thấy ở đây Chúa rất là phiền lòng về dân sự của Ngài. Ngài mong đợi họ, Ngài trèo trồng họ, nhưng mà họ là không, Ngài, họ không muốn kết quả cho Chúa. Bây giờ câu 7 nè quý vị. Vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là Israel, và những người Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này có sự bạo ngược. Trông được sự công bình, mà này có tiếng kêu la. Quý vị thấy không? Khi mà Chúa vun trồng một cái cây nho là Israel, thì những cái câu cuối cùng của cái phần Kinh Thánh tôi mới đọc cho quý vị, Ngài trông họ được công chính, mà này có sự bạo ngược. Chúa mong cho họ được công chính mà họ cứ gây gổ và bạo ngược, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Rồi trông được công bình mà này có tiếng kêu la. Chúa đau chứ, quý vị thấy không? Cho nên ở đây cho chúng ta thấy cái tâm tình của Đức Chúa Trời, cái tấm lòng của Ngài, đó là muốn thấy vườn nho được kết quả. Tôi nói vườn nho là chung đó quý vị, chứ tôi không đang nói đến vườn nho quận 2 đâu, mà là chung hết dân sự của Ngài, Israel, và dân tuyển dân thuộc linh của Ngài là cơ đốc nhân trên toàn thế giới. Điều mà Chúa mong đó là hễ mà các ngươi được gọi bằng danh ta, hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Jesus Christ, hội thánh được xây dựng bởi thánh linh của Đức Chúa Trời trong ngày lễ ngũ tuần đó 2000 năm, thì Chúa nói rằng đã là hội thánh, đã là thân thể của Jesus rồi đó, thì phải kết quả. Vậy thôi, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Phải kết quả, hội thánh thì phải kết quả. Mà tại sao nó không kết quả? Là tại vì không có kết nối với Chúa Giêsu, quý vị. Hoặc là chúng ta quên lãng đi việc rao truyền danh Chúa Giêsu. Vậy thôi. Cho nên chúng ta trở lại với cái mục đích mà Chúa tạo dựng nên hội thánh, đó là phải kết quả đi. Không thể nào mà không kết quả được. Giống như muối thì phải mặn, đèn thì phải sáng. Quý vị vô cái phòng tối thui mà quý vị mở đèn lên, bóng tối không thể từ chối ánh sáng mà quý vị bật lên. Quý vị bật cái công tắc lên thì đèn sáng, đèn không sáng ngoại trừ đèn nó bị hư hay là cúp điện thôi. Nhưng mà hãy mà quý vị bật đèn lên, bật diêm quẹt lên thì cái phòng đó phải sáng. Ánh sáng và sự tối tăm phải nhường cho ánh sáng, là như vậy đó. Cho nên tin Chúa Giêsu thì phải kết quả, chứ không thể nào mà không kết quả được. Hãy cầu nguyện cho điều đó, mà điều gì không làm cho chúng ta kết quả được chúng ta sẽ nói trong cái phần kế tiếp. Rồi quý vị, đời sống tin chính Chúa thì phải kết quả như tôi đã đọc cho quý vị, mà dân sự không kết quả cho Chúa, Chúa phiền lòng về họ lắm. Đó là trong Esai đoạn 5 từ câu 4 tới câu 7 có chép. Chúng ta làm sáng danh Chúa bởi sự kết quả về đời sống đức tin của mình. Chỉ có kết quả về đời sống đức tin của mình như thế nào đây quý vị? Quý vị nhớ rằng không có cách nào khác, vì chúng ta phải trông đợi Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. Không còn nào cách nào khác. Sách bồi linh hay những chương trình bồi linh lâu lâu thì những cái đó làm cho chúng ta được mạnh mẽ, được khích lệ thôi, chứ đó không phải là cái nguồn để cho chúng ta được sống. Chúng ta trở lại ở trong lời của Chúa, ngay cái bản văn đầu tiên chúng ta đọc câu thứ ba. Văn đoạn 15 câu 3. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho. Cho nên quý vị ơi, không có cách nào khác bằng việc chúng ta trở lại với lời Đức Chúa Trời và đọc lời đó, để chúng ta trở nên trong sạch, chúng ta trở nên mạnh mẽ và đức tin chúng ta được tăng trưởng bởi lời của Ngài. Nếu mà chúng ta quên đọc Kinh Thánh đó, thì tối hôm nay chúng ta trở lại với cái
cái thời khóa biểu mà quý vị đã hứa nguyện với Chúa, phải đọc lời của Chúa. Giống như đời sống phải kết quả, đời sống phải đọc lời của Chúa, nó quan trọng như vậy đó. Này, ta được sáng danh thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ ta vậy. Cũng nói đến việc chúng ta phải kết quả lại vậy. Đó là điều Chúa mong muốn chúng ta. Quý vị có muốn kết quả cho Chúa không? Bởi vì Chúa muốn chúng ta làm như vậy. Cầu nguyện Chúa ơi, làm sao để con kết quả đây? Mỗi người được Chúa đặt vào một vị trí chiến lược của Ngài. Rõ ràng ở đây chúng ta đọc ở trong bản văn này, chúng ta thấy Chúa chọn chúng ta ở trong câu 16. Chút nữa chúng ta sẽ đọc đến câu 16. Nhưng mà tôi nói trước ở trong câu 16 là không phải chúng ta chọn Chúa, mà là Chúa đã chọn chúng ta và lập chúng ta, hầu cho chúng ta được kết quả và sanh nhiều trái cho Đức Chúa Trời. Chúa chọn chúng ta và lập chúng ta. Cho nên tôi muốn nói đến cái vị trí chiến lược của mỗi người mà Chúa đặt chúng ta. Tôi khác với một sư thắng khác với thầy sen khác với thầy Trung, và với người thổi sofa của quý vị anh Phong, thầy Phong. Quý vị ơi, trong đây chúng ta không có giống nhau đâu. Chúng ta đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Và cái điều tôi khích lệ quý vị đó, ở trong Matthew đoạn 5 câu 14, quý vị lắng nghe lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 5 câu 14. Tôi đọc cho quý vị. Matthew đoạn 5 câu 14 nói đến điều gì quý vị? Nói đến đèn, cái cây đèn mà được đặt ở trên chân đèn đó. Matthew đoạn 5 câu 14, quý vị có kinh thánh quý vị mở ra. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một cái thành trên núi không thể bị che khuất. Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Quý vị, cái đèn được thắp lên ở xứ Trung Đông á, thì họ có một cái đót, họ có một cái đế hay là bất kỳ cái gì, họ để lên trên đó. Và họ phải để đúng vị trí để đèn tỏa sáng ra. Và ở chỗ này nè, ở chỗ này Chúa nói với chúng ta rằng không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên giá đèn. Đây là điểm mấu chốt mà tôi muốn khích lệ quý vị. Cái đèn của chúng ta phải được đặt đúng vị trí mà Đức Chúa Trời chiến lược mà Ngài muốn đặt để chúng ta. Ngài không đặt chúng ta sai chỗ đâu. Ngài đặt chúng ta đúng chỗ. Và có khi chúng ta chỉ cái người đó, chúng ta nói ủa sao không làm giống tôi. Vậy đúng hay sai thưa hội thánh? Bởi vì Chúa đặt chúng ta trên cái vị trí chân đèn của mình, chứ không phải chân đèn của người khác. Cho nên việc chúng ta làm đi. Chúng ta đừng có chỉ người khác là sao không làm giống tôi, sao không làm giống anh A, anh B chỗ kia. Cho nên có nhiều cái chức vụ ở trong hội thánh, có nhiều cái ân tứ Chúa cho lắm. Cho nên sứ đồ Phaolô lại bị ghét một lần nữa. Những kẻ tà giáo ghét ông lắm, bởi vì ông nói ra những cái giáo huấn mà thánh linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông. Tà giáo nó rất là ghét sứ đồ Phaolô, và nó cũng ghét quý vị khi quý vị nói chuyện giống như sứ đồ Phaolô nói về Chúa Giêsu, nói về thánh linh của Đức Chúa Trời. 13 thứ tính của sứ đồ Phaolô được liệt kê, một phần chiếm một phần ba của Tân Ước á, người tà giáo họ muốn loại ra khỏi kinh thánh luôn. Và nhất là cái tri chớp phương Đông, rồi cái tà giáo ở bên Hàn Quốc là đức tà đạo Đức Chúa Trời Mẹ, họ không công nhận Phaolô. Mà họ là ai họ không công nhận Phaolô? Tôi chỉ mở ngoặc cái chỗ đó thôi. Nhưng mà trở lại cái chỗ này, sứ đồ Phaolô nói về các ân tứ đó đó, để cho chúng ta nhận biết rằng cái ân tứ mà Chúa cho tôi nó khác với cái ân tứ mà Chúa cho quý vị. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, ông sứ đồ Phaolô nói rằng Đức Thánh Linh muốn ban cho mỗi người tùy theo sự ý muốn của Ngài các cái ân tứ Chúa cho chúng ta. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta là đặt mình đúng trên cái chân đèn mà Chúa để chúng ta. Đó là lý do vì sao mà hội thánh cứ gây gỗ hoài. Đó là lý do vì sao mọi thánh cứ chia phe hoài, cứ chia rẽ hoài. Tại vì không tìm được cái chân đèn mà Chúa đặt để cho chúng ta. Quý vị có thấy đúng không? Cho nên hãy trở lại với cái chân đèn mà Chúa đặt để chúng ta. Cái chân đèn của quý vị không phải là cái chân đèn của người khác, mà cứ đi tìm cái chân đèn người khác đặt mình vô, sao mà vừa. Phải không à? Cho nên thưa hội thánh, chúng ta hãy trở lại. Đây, cái câu chuyện này tôi đọc cho quý vị. Có một sứ đồ đã rơi vào cái tình trạng đó, và may là Chúa chặn liền. Quý vị đọc trong Giăng đoạn 21, có thể quý vị biết câu chuyện này rồi. Nhưng mà tôi trích dẫn cái chỗ này để quý vị thấy cần phải đặt đúng cái chỗ của mình, đừng có so với người khác. Quý vị đọc trong Giăng đoạn 21 câu 20 cho đến câu 21.
Phi-e-rơ say lại thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu mến sao mình, yêu đến sao mình. Tức là người đương ăn bữa tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Quý vị nghe ổng hỏi cái câu hỏi này á, em lấy lòng Chúa lắm, giống như quan tâm dữ lắm. Lạy Chúa, người này về sau sẽ ra thế nào? Quý vị nghe Chúa trả lời nè. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì tới ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Quý vị thấy Chúa trả lời hay không? Không có can hệ gì tới ngươi hết trơn, ngươi hãy theo ta. Quý vị, cái chân đèn mà Chúa đặt chúng ta đó, đó là cái điều can hệ với chúng ta. Chúng ta đừng có tìm cái chân đèn người khác để chúng ta đặt cái đèn lên người khác, nó không có can hệ gì cho chúng ta. Hãy đi theo Chúa, hãy ngươi hãy theo ta. Đây là cái câu trả lời rất khôn ngoan của Chúa Giêsu để cho Phi-e-rơ thức tỉnh lại rằng, sau này ông viết trong thư tín của rằng: anh em, Chúa Giêsu đã để lại cho em một cái gương tốt, đó là anh em hãy noi dấu chân của Chúa Giêsu. Quan trọng là chúng ta hãy noi dấu chân của Ngài, chứ không phải là noi dấu chân của ai khác đó, noi dấu chân của Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên thưa hội thánh, chúng ta nhớ câu kinh thánh trong Giăng đoạn 21, cái câu trả lời của Chúa, câu 22: nếu ta muốn ngươi cứ ở cho đến khi ta đến thì có can hệ gì với ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Quý vị nhớ là hãy theo Chúa mà thôi. Và chúng ta đi đến phần cuối cùng, quý vị, nhánh được tỉa và nhánh bị chặt. Cái này là công việc của ai thưa hội thánh? Công việc của Đức Chúa Trời. Nhiều khi mình đọc tới đây á thì mình nghĩ mình là cái người trồng nho không à. Thì bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Đấng trồng nho là Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta. Quý vị, ở trong cái câu chuyện mà tôi nói từ đầu đó, có một cái đôi vợ chồng này mua một cái khu đất, mà trong cái khu vườn, trong cái khu đất này rất là lớn ở tại miền Bắc California. Thì họ mua trong đó có một cái khu vực, cái khu vườn nho mà quý vị biết rằng nó rất là mắc tiền. Đất ở California rất là đắt, và trong cái khu nhà của họ đó có một cái khu vườn nho, cái vườn nho rất là lớn. Và cái người chủ không biết vì sao bán, nhưng mà những cái người mà mua được cái vườn nho này đó họ vui lắm, hai vợ chồng này họ mừng lắm, bởi vì họ biết rằng đây là một cái công việc mà họ có thể kiếm tiền được, làm rượu nho hoặc là làm các sản phẩm về nho. Và họ nghĩ rằng cái khu vườn này khi mà chủ giao cho đó là họ cứ vô họ thu hoạch thôi, thì mùa đầu có thể là được, có thể họ đúng, nhưng mà chỉ đúng có một mùa thôi, cái mùa thu hoạch. Và chủ nhà chỉ cho họ cái cách, rồi giao lại những nhân công, rồi sau đó chủ nhà ra đi, và chủ nhà không có ở đó rồi, thì bắt đầu họ tiếp tục, họ tiếp quản, nhưng mà họ thất bại, bởi vì tới cái mùa sau họ không biết phải làm gì. Thì chủ nhà mới, họ mới mời chủ nhà đến để chỉ cho họ cái cách để mà vun trồng cái vườn nho để tiếp tục, chứ bây giờ đâu phải chỉ đơn giản tới để nhận cái vườn nho đó để thu hoạch, để trồng cái trồng. Chúng ta cứ nghĩ là trồng cái cây mận, cây ổi là cứ tới mùa chúng ta hái trái đâu, mà chúng ta phải biết cái cách để chúng ta chăm bón nó. Thì ông chủ nhà bắt đầu ông dạy thưa hai ông bà phải nhớ là cắt bỏ những nhánh khô và những nhánh không ra trái trong mùa thu hoạch trước. Việc đầu tiên mà quý vị muốn có nữa cho cái mùa sau á, thì cái mùa trước á nó có những cái gì mà còn lại đó quý vị phải cắt hết. Và những cái nhánh mình amateur, mình vô mình thấy cái nhánh này nó vẫn còn hoa, nó vẫn còn bông mà, vẫn còn lá mà, cho nên để từ từ mình tỉa sao không được, nó còn nhưng mà phải cắt, phải tỉa. Đó là công việc đầu tiên mà ông cái chủ nhà trước á mới chỉ lại cho cái người làm vườn này, hai vợ chồng này. Và họ bắt đầu cắt bỏ những cái nhánh khô và những cái nhánh không ra trái trong mùa thu hoạch trước. Và bắt đầu họ hai vợ chồng này mới thấy chồi non bắt đầu nhú ra, thì họ mừng lắm. Họ mừng quá, wow, chồi non ra là chắc chịu có trái rồi. Nhưng mà ông chủ nhà trở lại nói rằng đừng có vội mừng, nhưng hãy cắt tiếp những chồi này. Bây giờ amateur mới vừa vô để mà làm, để mà trồng nho, mà bây giờ nhú lên được chút và ông kêu tôi cắt luôn, làm sao kỳ quá vậy. Hai vợ chồng này không hiểu được, nhưng mà ông chủ nói đừng có vội mừng, cắt tiếp đi, ông bà cắt tiếp đi, vì những cái chồi non này có thể hút hết nhựa từ gốc nho để nuôi
cái chòi non đó đó, cái chòi non đó nó hút hết những cái chất nhựa đó và cuối cùng nó cũng không có sinh ra được bông đâu. Cho nên hãy cắt luôn cả cái chòi đó, chòi non đó. Như thế những chùm nho sẽ đạt cái chất lượng như chúng ta mong muốn. Còn nếu không cắt thì nó cũng ra trái nho mà không đạt chất lượng. Wow, bây giờ tôi thích cái câu chuyện này rồi. Không mà. Rồi. Bây giờ đi tới giai đoạn kế tiếp này, họ nghe lời, họ làm thì bắt đầu cái chùm nho rồi, có kết quả rồi. Các chùm nho non bắt đầu lú ra trên cây nho, sau đó cũng có cái chùm nho mới xảy ra. Người trồng nho, hai vợ chồng này được nhắc nhở rằng tiếp tục cắt bớt những cái chùm nho xanh đó để có được những chùm nho sai trái, chất lượng như mong muốn. À, đã ra chùm nho rồi còn cắt tiếp nữa. Và hai vợ chồng này đau đớn không hiểu tại sao phải làm như vậy, họ vâng lời họ làm và những cái chùm nho thật sự còn lại bắt đầu ngọt, sanh ra những cái chùm chất lượng và họ có một cái mùa thu hoạch rất là tốt. Đó là câu chuyện của mục sư Dick Woodward, tôi sưu tập được rất là hay. Điều này nhắc cho chúng ta ba điều, thưa quý vị. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài sẽ cắt những nhánh nho đã chết khô. Những cái điều chết, những cái điều không đúng, những cái điều sai trật, Chúa dẹp hết trên đời sống của chúng ta. Đau lắm quý vị, hãy để Chúa làm. Điều thứ hai, Ngài cũng sẽ tiếp tục công việc tỉa bớt những nhánh nho đã có trái để có những chùm nho sai trái hơn. Cho nên quý vị thấy không, một người kết quả vẫn bị đòn như thường. Vì đừng nghĩ là cái người kết quả sung sướng đâu. Thầy Sen cũng bị, thầy Mục sư Thắng cũng bị, tất cả chúng ta mà trải qua thử nghiệm đó là chúng ta đang được tỉ sửa. Chứ không phải bây giờ tôi đang yên vị như thế này, quý vị thấy tôi không có yên. Tôi vẫn còn được tỉa sửa nữa quý vị, để chúng ta sai trái hơn. Tất cả chúng ta đều phải trải qua cái sự tỉa sửa. Lâu lâu nhắc lại là chú quý vị đã nghe cái sứ điệp này rồi, nhưng mà quý vị ơi, hãy để cho Chúa tỉa sửa chúng ta để chúng ta được sai trái hơn. Nếu Chúa vẫn tỉa sửa chúng ta thì hãy biết rằng bởi vì Ngài chưa thỏa lòng với những sản phẩm và chất lượng của những bông trái mà Ngài có được qua đời sống chúng ta, và rằng Chúa tỉa sửa để cho chúng ta còn sai trái hơn. Có khi chúng ta chưa có đạt được cái ý muốn trọn vẹn của Chúa, cho nên Ngài tiếp tục tỉa sửa chúng ta. Và điều cuối cùng tôi muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy để Đức Chúa Trời làm công việc tỉa sửa này. Chúng ta đừng làm. Nhiều khi chúng ta làm, chúng ta nghĩ là chúng ta thay thế Chúa, chúng ta thay thế trời hành đạo. Quý vị, thay thế trời hành đạo, thế là tín đồ nó tiêu tan, nó đi mất tiêu hết trơn. Tôi muốn nói điều này để quý vị đừng có thay thế trời hành đạo cái theo kiểu nói kiểu giang hồ á. Quý vị nhớ Giang Đông nói được rồi, đừng theo kiểu giang hồ. Lời của Chúa, hãy để cho Chúa tỉa sửa, hãy để cho Chúa làm việc đó. Chúng ta đừng ra tay, để Chúa dạy. Và khi cái điều đó xảy ra thì chúng tôi chỉ biết quỳ gối cầu nguyện thôi. Mình biết cái điều đó Chúa dạy dỗ và Chúa có trách nhiệm. Và đừng bao giờ thay thế Đức Chúa Trời để làm việc tỉa sửa, hãy để cho Ngài tỉa sửa. Trách nhiệm của chúng ta là tìm cái vị trí, cái chân đèn của chúng ta là ở đâu. Nhiều khi mình nhìn thấy cái chân đèn người khác mà mình mơ cho mình, không phải, không đúng. Cái đèn cầy của quý vị nó lệch với cái chân đèn khác. Cho nên quý vị bỏ vô nó dễ ngã, nó dễ bị trong trên. Quý vị, Chúa cho chúng ta một cái chân đèn thích hợp với cái đèn cầy cuộc đời của chúng ta để chúng ta cắm vào. Và đừng có nhìn qua, người ta nói đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta nhìn, chúng ta ơ mơ ước cái chức vụ kia. Tại sao Chúa không cho con? Không, cái chân đèn của chúng ta mà làm được cái phần Chúa gọi chúng ta được khen. Quý vị nhớ, xin Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Chúa hôm nay. Và nhớ rằng Đức Chúa Trời là chủ của vườn nho. Chúa Giêsu là gốc nho, cây nho, mà chúng ta là nhánh nho thôi. Chúng ta phải kết quả trong Chúa và hãy để cho Chúa tỉa sửa chúng ta để chúng ta trở nên sai trái hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời của Chúa hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa xong này khích lệ chúng ta. Tôi hay nói với anh chị em á, tại vì anh chị em ở vườn chuối hay vườn bưởi, vườn xoài gì kệ, nhưng mà ở vườn do thì sửa.
Đó là quy tắc của Đức Chúa Trời. Và tất cả hội thánh nói chung đều là cái nhánh nho mà Chúa tháo vào gốc nho. Và theo Chúa phải bị tỉa sữa. Ai không chấp nhận bị tỉa sữa thì sẽ bị loại ra khỏi vườn nho. Dạ, nhiều người muốn theo Chúa nhưng không muốn được tỉa sữa để sai trái hơn, thì mình làm như vậy là mình sẽ bị loại ra khỏi vườn nho. Cảm ơn Chúa là ngày khích lệ chúng ta rằng Chúa tháp anh chị em vào gốc nho. Cha là người trồng nho, gốc cái gốc nho là Chúa Giêsu và chúng ta tháp vào. Và khi mà cái nhánh nho bị tỉa, Chúa Giêsu có đau không? Gốc đau không? Tất cả thân thể đều đau. Dạ. Nhưng mà phải chấp nhận cái sự tỉa sữa của Đức Chúa Cha để cho nhánh nho được sai trái. Xin Chúa giúp đỡ anh chị em và tôi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta chịu đựng nổi. Dạ. Nói chung là chúng ta phải ngoan ngoãn để đỡ bị tiệt sữa hơn. Rồi, thứ hai một sự chia sẻ là phải kết quả. Dạ, phải kết quả cho Chúa. Kết quả trong một cái việc nào đó cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta đều nhận cái trách nhiệm từ nơi Chúa. Đó là một cái điều kiện bắt buộc là phải kết quả. Tại vì không quả thì điều thứ ba một sư dân đông đã chia sẻ là gì? Phải cái nhánh đó bị chặt và bỏ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta không phải bị chặt. Dĩ nhiên chúng ta không chặt ai cả, chúng ta cũng không có quyền loại bỏ ai cả. Cái quyền đó là cái quyền quyết định của nhánh nho. Và Chúa là cái người, Đức Chúa Cha là cái người quyết định mọi điều. Cho nên chúng ta cầu nguyện để anh chị em của mình trong lúc bị tỉa sữa thì vững vàng ở trong đức tin của mình. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong sáng hôm nay để lời của Chúa khích lệ chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta được kết quả thật là nhiều trong nhà của Chúa. Amen. Xin mời tất cả cùng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện trong lời của Chúa.